Sau đây xin mời bà con cô bác nghe tiếp chương thứ ba, Bốn tướng Đà Lạt của tác giả Lê Tử Hùng. Bốn tướng hay năm tướng Đà Lạt. Sự thật, trong biến cố 30 tháng 1, 1964, tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Chánh Thi phong tỏa Tư Gia đến năm vị tướng, chưa kể đến điệp viên trung tá phòng nhì pháp Trần Đình Lan. Năm tướng đó là Trần Văn Đông, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Vĩ. Tất cả các tướng này chỉ phản ứng nhẹ nhàng trong đêm 29, trạng ngày 30 tháng 1 năm 1964. 4 giờ chiều, các tướng này bị bắt được đưa về trại Hoàng Hoa Thám của sư đoàn dù trên đường Lê Văn Duyệt. Các tướng bị áp giải bằng những xe quân cảnh có còi hú. Với một đại đội dù hậu tống, tướng Trần Văn Đông và tướng Tôn Thất Đính cùng đi trên xe Chevrolet, tướng Nguyễn Văn Vĩ dùng riêng một xe, tướng Lê Văn Kim và Mai Hữu Xuân đi một xe. Riêng trung tá Trần Đình Lan bị giam giữ ngay trong đêm 30 tháng 1, 1964. Về đến trại Hoàng Hoa Thám, các tướng Đà Lạt bị giam trong các phòng của sĩ quan độc thân sư đoàn dù. Người chỉ huy giam giữ vẫn là đại tá Nguyễn Chánh Thi, và ông ta đã hiện diện ngay khi năm tướng lãnh đến nơi. Đại tá Nguyễn Chánh Thi luôn luôn nổi nóng bất tử, vì thế ông ta đã chỉ mặt tướng Trần Văn Đông mà nói: "Mẹ tướng gì mày mà tướng?" và trở lại đánh bất kể vào trung tá Trần Đình Lan mà đại tá Nguyễn Chánh Thi kết tội là việc gian cho tay. Đại tá Nguyễn Chánh Thi đằng đằng sát khí như thế, nên các tướng lãnh bị bắt trong vẻ lo sợ. Riêng tướng Trần Văn Đông vẫn bình tĩnh, hầu như nhận được sự hỗn láo của đại tá Nguyễn Chánh Thi. Tuy nhiên trong cơn thất thế này, tướng Trần Văn Đông đành bó tay. Thái độ của đại tá Nguyễn Chánh Thi như vậy, nên về sau tướng Trần Văn Đông đã nói với bạn bè rằng, trong đời binh nghiệp của ông, chưa có ai dám nhục mạ ông như đại tá Nguyễn Chánh Thi. Trong cử chỉ do tướng Trần Văn Đông muốn diễn tả, đại tá Nguyễn Chánh Thi là người vô học. Các tướng bị giữ lại ở tại Hoàng Hoa Thám qua nhiều tiếng đồng hồ, mãi đến gần 6 giờ chiều. Tướng Nguyễn Văn Vĩ được tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Chánh Thi để cho ông ra về tự do. Tướng Nguyễn Khánh đã thú nhận sự lầm lẫn đối với tướng Nguyễn Văn Vĩ, nên giải bày như một lời xin lỗi quan trọng. Việc bắt giữ tướng Nguyễn Văn Vĩ là do sự nghi ngờ của đại tá Nguyễn Chánh Thi, cho rằng vị tướng này có liên hệ với trung tá Trần Đình Lan. Đó là sự nhầm lẫn lớn lao của ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964. Khi tướng Nguyễn Văn Vĩ ra về, mấy phút sau, bốn tướng Đà Lạt bị áp giải lên Tổng Tham mưu. Một phiên họp kín xảy ra tối hôm đó, do tướng Nguyễn Khánh triệu tập các tướng lãnh để giải quyết vấn đề bốn tướng này. Cuối cùng tất cả đều đồng ý với đại tá Nguyễn Chánh Thi, đưa bốn tướng ra vùng 1 giam tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Các tướng bị giam ở Sơn Trà trọn một ngày rồi phân tán ngay ngày hôm sau. Tướng Trần Văn Đông và Lê Văn Kim đi Đà Lạt. Tướng Mai Hữu Xuân bị ở Mang Cá, Huế. Tướng Tôn Thất Đính bị giữ tại Pleiku. Mãi đến 6 tháng sau mới tập trung tất cả về Đà Lạt, để ra trước hội đồng tướng lãnh trả lời nhiều câu hỏi hóc búa về tiền tài thời sự. Đời sống bốn tướng mỗi người một nơi, họ lâm vào cảnh hùm sa cơ thất thế. Tuy bị quản thúc, đời sống bốn tướng Đà Lạt an nhàn như vua chúa. Người hầu kẻ hạ vẫn đầy đủ, vợ con thăm viếng thường xuyên, thỉnh thoảng lại tiếp người tình hoặc gái làng chơi. Chỉ có cái buồn thấm nhuận là mất quyền. Nhớ lại những ngày chỉ tay năm ngón mà nuốt hận, trong đó lẫn lộn đắng cay của binh nghiệp. Nay mỗi người một ngã, tướng này ở đồng bằng, tướng kia ở cao nguyên, tướng nọ ở xứ lạnh, ngậm ngùi tiếc rẻ, hậu nhớ rừng. Từ năm tướng bị bắt đã giảm xuống thành bốn tướng, những tướng này bị chỉnh lý kết tội trung lập, thân cộng, thân tây. Nhưng ngày chỉnh lý không lấy gì làm khốc liệt. Đây là một sự tranh chấp quyền hành trong hội đồng tướng lãnh. Dù sao, bốn tướng Đà Lạt là thứ tướng thật qua thời gian khá dài cấp bậc của quân đội.
Nên bắt đầu chỉnh lý, Nguyễn Khánh đã tỏ vẻ e dè ra mặt. Chỉ một đại tá Nguyễn Chính Thi nhục mạ tướng Trần Văn Đôn kịch liệt và sĩ vả ba tướng còn lại. Đại tá Nguyễn Chính Thi một mình một vợ thao túng cái tính nóng nảy của mình. Bốn tướng Đà Lạt như hổ nằm củi nên ngậm miệng chịu trận. Khi bị áp giải khỏi Sài Gòn, cuộc sống riêng biệt mỗi người một nơi nhưng vẫn thông thả. Dù rằng lúc nào bên cạnh các tướng cũng có quân cảnh canh chừng. Những ngày chia cách, bốn tướng Đà Lạt là một lối giam lỏng. Ở Đà Lạt, thỉnh thoảng dân chúng thấy tướng Đôn hay tướng Kim trong chơi ở phố. Ở Pleiku, tướng Tôn Thất Đính thông dong đó đây, nhà cửa các tướng ở toàn villa đẹp đẽ nhất tỉnh. Khi bốn tướng được hội đồng tướng lãnh tập trung về Đà Lạt, thì các món ăn chơi được tổ chức thường xuyên. Nhà nhảy đầm, gái, cờ bạc đều có cả. Lúc gặp nhau ở Đà Lạt, bốn tướng mừng rỡ, năm tháng xa cách nay mới được hội ngộ, tâm sự với nhau trăm ngàn chuyện phải nói. Các tướng phải chuẩn bị để trả lời những thắc mắc của hội đồng tướng lãnh sắp nhóm họp, và có thể nói, một phiên họp hạch tội sắp xảy ra, đó là mối lo âu của bốn tướng lãnh Đà Lạt. Bốn tướng Đà Lạt mang mối hận lớn với đại tá Nguyễn Chính Thi và tướng Nguyễn Khánh. Đại tá Nguyễn Chính Thi đánh đập trung tá Trần Đình Lang đến đổ máu. Đó là một hình thức dằn mặt bốn tướng. Tướng Tôn Thất Đính là vị tướng nóng nảy nhất, đành nuốt hận nhìn cái lỗ mãng của đại tá Nguyễn Chính Thi. Quốc ức dâng lên tràn ngập mà phải bó tay chịu trận. Tướng ít nói, âm thầm nhất là tướng Lê Văn Kim, người đã từng giữ chức ủy viên ngoại giao trong hội đồng tướng lãnh lúc cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công. Trong bốn tướng Đà Lạt, phải nói, tướng Lê Văn Kim là người giỏi nhất, người mà Nguyễn Khánh cho rằng đáng ngại vô cùng. Cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964, mở đầu giai đoạn mất chỗ đứng của bốn vị tướng Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính. Những người hùng cách mạng này hầu như bị bắt danh bỏ vỏ trong lĩnh vực điều binh khiển tướng. Danh vọng đột nhiên đến rồi cũng vụt cánh bay mau trong công danh phù phiếm. Từ ngày đến Sơn Trà rồi qua đến Mang Cá, Huế, tướng Mai Hữu Xuân không còn thái độ dũng mãnh như ngày cách mạng bùng nổ. Đối với cố đô Huế, dân chúng không mấy hiểu rõ về tướng Mai Hữu Xuân, và quân đội địa phương chỉ biết vị tướng này trước kia giữ chức giám đốc nha an ninh quân đội. Rồi khi Tổng thống Ngô Đình Diệm về nước trong thời gian ngắn, tướng Mai Hữu Xuân mất chức. Từ đó, tướng Mai Hữu Xuân chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung. Nhưng ở Sài Gòn, danh tiếng tướng Mai Hữu Xuân vang dội, ai ai cũng biết tới, nhất là vùng Chợ Lớn. Có người bảo tướng Mai Hữu Xuân thân Tây thật sự. Chương thứ 3 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp chương thứ 4.